Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn là cái mạch truyền điện không dây đơn giản. Thì cái mạch này nó sẽ gồm hai phần, đó là phần phát và phần thu. Đây là phần phát, đây là phần thu. Mạch này thì chúng ta rất dễ sử dụng. Khi mà chúng ta để gần lại, gần hai con dây lại thì bóng đèn sẽ sáng lên, tức là phần thu nó sẽ thu được điện từ phần phát. Ta cũng có thể là áp dụng cái công nghệ này vào công nghệ sạc điện thoại không dây, khi mà chúng ta có thể chế biến thêm một số cái để nó có thể nhỏ gọn và chúng ta có thể nhét nó vào cái điện thoại. Về phần sơ đồ thì mạch phát chúng ta sẽ có hai điện trở 330 và hai con phét. Hai con phét này thì ở đây tôi dùng là IRF640 và hai con diode xung. Hai con diode xung thì bạn có thể dùng loại nào cũng được. Và hai cái cuộn dây, đây là hai cuộn dây mình lấy từ trong cái bộ nguồn của máy tính. Thì hai cuộn dây này thì mình có thể sử dụng loại là lớn hơn 50 mH. Ở đây chúng ta sẽ có một con tụ nữa. Tại vì đây là mạch cộng hưởng LC thì tụ này mình có thể cho nó là khoảng tụ không phân cực, có thể lấy là tụ 474. Ở đây mình dùng tụ 474. Về cái mạch thu á thì đáng lý ra là nó cũng phải có một con tụ 474 nữa, nhưng mà do mình làm gấp quá nên mình chưa làm kịp, mình chỉ lấy một cuộn dây thôi. Và đầu ra nó mình nên gắn một con diod. Con diod này nó để phân cực cho cái ngõ ra, rồi mình lấy đầu cộng và đầu trừ để mình có thể là sạc điện thoại hoặc là sử dụng một số thiết bị nào đó. Về cái cuộn dây này á thì mình quấn khoảng 5 đến 10 vòng. Đường kính của dây là khoảng 10 cm. Ở hai cuộn dây thì mình có thể quấn bằng nhau hoặc là khác nhau cũng được, tùy theo điện áp mà mình muốn cho cái ngõ ra nó như thế nào mà mình có thể quấn khác một đi một chút xíu. Ngõ vào ở đây thì mình sử dụng là điện 12V, sử dụng nguồn pin hoặc là nguồn sạc cũng được. Thì theo sơ đồ này thì cái mạch này khá là đơn giản, thì các bạn có thể áp dụng để làm thử. Chúc các bạn thành công.